Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sau lúc cây đời tiếp theo xin giới thiệu đến mọi người một loài cây rất là đẹp, là một loài hiện nay đã được ưa chuộng với các tín đồ phong thủy, đó chính là cây hồng ngân. Cây hồng ngân đây em đang cầm trên tay đây, nó có là loài cây thân thảo, đó thuộc họ ráy. Thì loài cây này với hai màu chủ đạo đó chính là màu hồng và màu xanh. Còn về thân của cây ấy, thì với những cuộn lá và thân cây đều là màu trắng hết, nên nó được gọi là cây thân thảo. Là với lá của cây ấy, thì nó vẫn dài và nhọn đến phía đầu đây. Ở phần lá thì thường màu xanh nó sẽ tập trung ở hai bên viền, và ở giữa thì nó sẽ tạo nên một cái đường gân thẳng, và xung quanh đó chính là màu hồng. Mặt dưới thì nó là kết hợp giữa màu trắng và màu hồng. Còn gân chính của cái loài cây này thì nó sẽ có màu hồng đặc trưng. Về loài hồng ngân này ấy, thì bông nó ra hoa sẽ có màu trắng. Đây, cây em đang cầm trên tay đây, nó có màu, nó đã ra hoa rồi đây. Đã ra được hai chiếc nụ thì chín nhìn sắp ra hoa. Mọi người, hoa của loài này mọi người có thể liên tưởng đến cái hoa lan yến trắng. Đây, những cái bông hoa lan yến trắng đó cũng tự tựa như thế, hình bầu bầu như thế này. Đây, mọi người có thể thấy. Nhưng mà về hoa của loài cây này thì nó sẽ dày trắng hơn, và nở thì ở phần nhĩ nó sẽ to hơn phần nhĩ của hoa lan ý. Giống kiểu cuống của những cái lá non sắp ra của vạn niên thanh ạ. Còn về lợi ích của loài cây này không chỉ là loài cây phong thủy với những tính năng đặc biệt, mà nó còn có lợi ích về trong không gian. Nó là loài cây thay lọc không khí rất tốt, có thể lọc sạch bụi bẩn từ các máy điều hòa, tủ lạnh. Nó chống có được các bức xạ từ máy tính và giúp cho con người có không gian làm việc tốt, nên là loài cây này rất là phù hợp đến văn phòng và trong các bàn làm việc để hạn chế các bức xạ máy tính. Ngoài ra, trồng loài cây này thì còn giúp cho mọi người thấy thư giãn đầu óc sau mỗi giờ làm việc căng thẳng này. Màu sắc khác lạ của cây cũng giúp cho khả năng sáng tạo của chúng ta tốt hơn. Như trồng cây hồng ngân làm cây cảnh ấy, thì chắc chắn người trồng sẽ gặp được nhiều niềm vui phong thủy. Cây này thì về ý nghĩa phong thủy, cây này nó có rất nhiều ý nghĩa phong thủy về sự tiền tài này, giúp xua đuổi vận xấu này, ấy mang đến điềm lành, vận may, đổi vận, giúp cho người gia chủ may mắn. Mọi người trồng cây này về hợp phong thủy thì nên để trên, nếu nhà mọi người có bàn màu trắng thì mọi người nên để nhìn rất là đẹp và nổi bật. Về cách chăm sóc của loài cây này thì cũng không có cầu kỳ đơn giản, cũng không có cầu kỳ lắm, mà rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần để cho cây ngoài ánh sáng thích hợp, và không để ở nhiệt độ nắng quá cao này, tiếp xúc ánh nắng chỉ khoảng từ 2 đến 3 giờ. Có thể đặt ở các vị trí như ở cửa sổ, trên bàn làm việc, và mỗi lần tưới cây thì tưới lượng nước vừa đủ, không nên để cho cây bị ngập úng. Và đặc biệt là cái cây này thì mọi người chỉ để đất đủ ẩm thôi, khi thoảng thì mọi người có thể có tân giúp cho cây phát triển và ra hoa nhanh hơn. Theo các mệnh phong thủy về tuần phương đông ý, thì cây này rất là phù hợp với những người mệnh hỏa, giúp cho gia chủ được khởi vận, nên ý nghĩa của cây này rất là đặc biệt.
Tiếp theo em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là cây phù quý. Mọi người có thể thấy rất là đẹp, thân cây màu hồng hồng trắng với tán lá rộng, nó cũng ngang đẹp tương đối giống cây hồng ngân vừa em vừa giới thiệu xong đây. Hiện nay ấy, thì loài cây phù quý này đã được trồng phổ biến tại Việt Nam và Trung Quốc. Đây là loài cũng là loài cây thân thảo nhưng mà thân cây có màu hồng hồng rất là đẹp, đỏ hồng đỏ nha. Về các lá thì lá có viền màu xanh nhưng mà phần xanh ở bên trong, còn trái ngược lại với cây hồng ngân vừa xong thì nó viền lá màu hồng đỏ nha, ruột gân cũng màu hồng đỏ, còn phần bên trong viền nó là màu xanh. Này cây này có chiều cao trung bình từ 35 đến 50 cm, có cây có rễ chùm nè, đầu màu trắng sau đó chuyển sang màu xanh. Thường của loài hoa này sẽ nở vào mùa hè nhưng mà trồng vào mùa đông này thì nó sẽ chỉ có lá và lá là tốt, còn vào mùa hè thì mọi người trồng nó sẽ ra hoa. Hoa của loài này nó có màu vàng nhạt và khi tàn nó để lại màu cam rộng mọng, nhìn rất là đẹp luôn. Cây này thì có thể trồng tại đất như này hoặc là trồng thủy sinh, rất là dễ trồng và chăm sóc. Thông thường ấy thì giới văn phòng làm việc thì thường chọn cây này để làm vật trang trí trên bàn làm việc này. Cây này ưa bóng râm nên là thường được trồng ở trong nhà. Loài này là loài kỵ ánh nắng nha, nếu muốn trồng ra hoa thì nên để ánh nắng vừa phải, nó chỉ cần có ánh sáng và ánh nắng nhẹ thôi, nó rất là kỵ ánh nắng trực tiếp. Vì cây có ý nghĩa cát tường và tài lộc nên là theo mệnh phong thủy của các giới trồng cây thường biết ấy, thì cây này được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến nhiều tài lộc vận may cho gia chủ. Ngoài ra theo các con phong thủy phương Đông thì cây mệnh này thì rất hợp với những người mệnh hỏa, cũng giống như cây hồng ngân vừa rồi. Thì ngoài mệnh hỏa ra thì nó còn hợp với người mệnh mộc, giúp cho giảm bớt nhiều căng thẳng này, kiềm lại tính nóng này, bốc đồng của người về mệnh hỏa và thu hút nhiều tài lộc và khai thông các vận may. Cách chăm sóc của cây này cũng đơn giản như cây hồng ngân vừa rồi, chỉ cần cấp đủ độ nước ẩm, không cần tưới nhiều nước quá, vì vậy cây sẽ rất là dễ bị ngập. Nhìn rất đẹp đúng không? Hai cây vừa rồi em giới thiệu rất là đẹp. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ đến địa chỉ em để lại trên màn hình hoặc có thể bình luận dưới video để lại địa chỉ và cây mọi người yêu thích để giúp em có thể biết và giúp mọi người tham khảo nhiều cây hơn.